Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde phiên bản 2022. Đây là chiếc xe đầu bảng trong cái dòng xe C-Class thế hệ mới. Và Mercedes-Benz vừa ra mắt cái chiếc xe này cách đây khoảng tầm cuối tháng rồi thôi các bạn, cho nên là mãi đến bây giờ Duy mới có thời gian cũng như là quay và review cho các bạn xem cái mẫu xe này. Thực chất đây là cái chiếc xe mà thay thế cho C180 phiên bản 2021 hoặc là phiên bản 2020. Thì với cái chiếc xe C-Class 2022 này, nó sẽ khác gì so với lại cái phiên bản 2020-2021? Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật là kỹ cái chiếc xe này. Bởi vì đây là cái chiếc xe hoàn toàn mới luôn các bạn, cho nên là tất cả mọi thứ hầu như là nó đều thay đổi so với lại phiên bản trước đây. Ok. Với phiên bản 2022 này, chúng ta sẽ nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz C-Class của chúng ta nó thể thao và cá tính hơn rất là nhiều so với lại phiên bản trước đây. Bởi vì là chiếc xe của chúng ta bây giờ các bạn sẽ thấy là được thiết kế rất là góc cạnh nè. Đó, điển hình là trên capo nó sẽ có hai cái đường gân nhập nổi. Thì với cái capo mà có những cái đường gân nhập nổi này thì trước đây những cái dòng xe phải là C63 AMG hay là những cái dòng xe hiệu sức cao thì mới có trang bị cái nắp capo mà có cái gân nổi như thế này. Nhưng mà bây giờ C200 của chúng ta được trang bị luôn, cho nên là Mercedes-Benz muốn là cái chiếc xe C-Class bây giờ nó phải là một cái chiếc xe thể thao giống như là những cái chiếc xe thể thao mà hiệu suất cao luôn các bạn. Đó, và chúng ta sẽ thấy là cái lưới tản nhiệt bây giờ là những cái lưới tản nhiệt với những cái sọc thẳng đứng nè. Đó, thì trước đây các bạn lại thấy cái lưới tản nhiệt sọc đứng này chỉ có trên những cái mẫu xe C63 AMG ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại được trang bị cái thiết kế gần như là giống như vậy. Đó, cho nên là về cái phần mà đậu xe, mặc dù đây là cái chiếc xe đầu bảng trong cái phân khúc C-Class, nhưng chúng ta sẽ thấy là cái chiếc xe này nó không phải là hiền nữa các bạn, mà là rất là cá tính ha, rất là thể thao luôn. Đó, lưới tản nhiệt của chúng ta vẫn là lưới tản nhiệt một nang và logo to bản ở giữa. Đó, và cái cản xe này các bạn, mặc dù đây không phải là cái body của AMG, nhưng mà các bạn thấy với cái thiết kế này nè các bạn, rất là giống như trên cái chiếc xe C300 AMG chúng ta nè các bạn ha, rất là giống luôn à. Cho nên là về ngoại hình của cái chiếc xe C200 Avantgarde này thì phải nói là với phiên bản 2022 thì chúng ta nhìn thấy nó có gì đó nó rồ hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản mà C180 trước đây. Đèn xe thì vẫn là sử dụng đèn xe LED High Performance thôi, nó sẽ giống như trên là C200 Avantgarde LED. Đó, thì cái đèn LED toàn phần chúng ta sẽ không có nhiều cái tính năng giống như trên cái đèn pha Digital Light được. Đó, nhưng với cái đèn pha LED High Performance này thì nó cho ánh sáng là sáng trắng, cho nên là vẫn rất là đảm bảo cái độ sáng, chỉ có điều là không có nhiều cái tính năng mà cho chúng ta khi mà chúng ta vận hành trên đường thôi. Nhưng với cái đèn pha LED High Performance này, nó cũng sẽ có tự động pha code cũng như là tự động bật đèn và tắt đèn khi mà chúng ta đi ban ngày hoặc là ban đêm. Ok. Đi sang bên hông nữa một chút xíu các bạn, thì Duy sẽ cho các bạn xem cái bộ mâm xe. Đó, thì đây là cái chiếc xe C200 Avantgarde, cho nên là cái bộ mâm xe của chúng ta được thiết kế gọi là basic nhất có thể ha. Đó, vẫn là cái bộ mâm 5 cánh ha. Thì cái bộ mâm này các bạn thì chắc chắn nó sẽ không có nhìn thể thao cá tính giống như là trên cái chiếc xe C300 AMG được hoặc là C300 First Edition được ha. Nhưng đây là một cái bộ mâm coi như là tiêu chuẩn thôi. Đó, nhưng chiếc xe của chúng ta lại được trang bị các lớp Runlast luôn ha. Lớp Runlast thì các bạn biết rồi, Duy đã nói rất là nhiều lần trong hầu như những cái video của Duy. Đó, nó an toàn hơn rất là nhiều bởi vì cái thành lớp nó rất là dày ha. Lớp của chúng ta là lớp Rareston. Và kích thước của lớp hiện tại là 225/50R17. Bộ mâm của chúng ta là bộ mâm 17 inch sử dụng lớp Runlast. Ok. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nữa nha. Đó, thì C200 Avantgarde của chúng ta chỉ được trang bị camera lùi thôi, cho nên là trên gương chúng ta sẽ không có camera 360 độ ha. Cũng như là ngay cái mặt gương của chiếu hậu chúng ta có một cái đèn tam giác. Đó, thì cái đèn tam giác này là tính năng cảnh báo điểm mù. Đó, sử dụng hai cái radar ở phía sau
cản sao để chúng ta mà scan quét những cái phương tiện giao thông đang đi bên cạnh của chúng ta để cảnh báo cho chúng ta biết là khi mà chúng ta quẹo trái quẹo phải nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đây là một cái tính năng mới và lần đầu tiên có mặt trên cái chiếc xe Mercedes-Benz C-Class này. Tay nắm cửa của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là sơn đen hoàn toàn luôn, cho nên là xe của chúng ta được trang bị keyless start thôi chứ không có nút cảm ứng để lock cửa. Về phần đuôi xe này thì chúng ta thấy hầu như là cái phần đuôi xe này chúng ta nó sẽ không khác biệt gì so với lại ba phiên bản C200 Avantgarde, C200 Avantgarde Plus cũng hoặc là C300 AMG đều có một cái đuôi xe gần như giống nhau cũng như là bộ kép đối xứng hai bên. Đây là một cái chi tiết Oppo thôi các bạn chứ không phải là chi tiết mà bô thật, bởi vì là hơi nóng từ bô thật nó sẽ đi thẳng xuống dưới để tránh cho chúng ta bị bỏng chân khi chúng ta đứng từ phía sau. Đèn xe của C-Class mới bây giờ thì được thiết kế là hai cụm nè, tách rời nhau các bạn, nhìn nó rất là cá tính ha. Bởi vì là cái chiếc xe này của chúng ta các bạn nó sẽ dài hơn 65mm so với lại phiên bản trước đây, cho nên là về tổng thể các bạn thì cái phần mà ở bên trong xe nó cũng sẽ rộng hơn rất nhiều, cũng như phần cốp xe của chúng ta. Đó thì đây là cái cốp xe các bạn, nó rất là rộng rãi luôn ha. Đó, và đây là cái lớp xe Runlast cho nên là ở dưới này cũng không có lớp xe dự phòng. Đây là cái thảm thàng theo xe nè, một cái hộp quà tặng nè, cũng như là một cái giỏ, và đây là một cái lớp móc kéo xe. Ở đây là túi y tế cũng như là những cái sách hướng dẫn sử dụng, túi da. Đó, đây là những cái quà tặng đi theo xe của chiếc xe Mercedes-Benz C-Class này. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn cùng Di đi xem phần nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde này. Một cái điều các bạn, khi mà Di ngồi vào cái vị trí ghế lái của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde phiên bản 2022 này, một cái điều cảm nhận ở phần cái ghế các bạn, nó cũng sẽ khác so với lại cái ghế trước đây. Di cảm giác là cái ghế này nó sẽ được thiết kế to hơn một chút xíu các bạn, cũng như là các bạn thấy nè, cái phần ghế nó được thiết kế nó bằng phẳng ở khu vực này. Đó, cũng như cái phần lưng nè, nó được thiết kế phẳng nè, cho nên mà khi mà chúng ta ngồi vào chúng ta sẽ cảm giác được một cái sự rộng rãi, cũng như là nó có gì đó nó sẽ thoải mái hơn so với lại cái ghế mà thể thao trước đây của cái chiếc xe C-Class phiên bản trước. Đó là một cái điều mà cảm nhận mà Duy cảm thấy là khi mà ngồi vào thay, chưa phải là lái các bạn nha. Đó, về phần trực quan các bạn thì khu vực phía trước chẳng hạn như là màn hình táp lô nè, thì màn hình táp lô bây giờ nó sẽ đổi giao diện cùng với cái đèn nội thất luôn, cho nên là các bạn thấy là hiện tại là đèn đang là màu tím, cho nên là cái phần giao diện của cái màn hình táp lô cũng như là giao diện của cái màn hình giải trí bên này nó cho cái tông màu tím luôn các bạn. Đó, nó tương thích với nhau, nó nhìn nó rất là đẹp ha. Đây là một cái thiết kế thế hệ mới, và với cái thiết kế này hiện tại là đã có trên xe S-Class cũng như là C-Class phiên bản 2022 rồi, và dự kiến những cái mẫu xe mà trong tương lai Mercedes-Benz nâng cấp như dòng xe GLC nè, dòng xe E-Class hoặc là những cái dòng xe sau này thì hầu như là sẽ sử dụng cái thiết kế này của Mercedes-Benz luôn các bạn. Đó thì có rất là nhiều những cái phản hồi bạn là với cái màn hình mà to ở giữa thế này cũng như là bằng màn hình cảm ứng các bạn, tất cả mọi thứ được thiết kế tối giản thì khách hàng bên Di bây giờ là đa phần là những khách hàng trẻ, cho nên là có những cái phản hồi rất là tích cực cho với cái thiết kế này. Đó, và cái thiết kế này bản thân của Di cũng vậy các bạn, Di cảm thấy là cực kỳ thích luôn, bởi vì các bạn thấy nè, bây giờ hầu như là nó sẽ tối giản và không còn nhiều cái nút bấm nữa các bạn. Trước đây thì các bạn thấy là cái chiếc xe có nhiều nút bấm các bạn sẽ thích hơn đúng không? Đó, nhưng mà bây giờ xu hướng bây giờ nó khác rồi. Đó, mọi thứ chúng ta chỉ điều khiển trên cái màn hình này thôi. Đó, và có một vài cái nút bấm để chúng ta sử dụng thao tác một vài cái tính năng mà thường xuyên chúng ta sử dụng, chẳng hạn như nút volume lớn nhỏ nè, ha, là chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng nè. Đó, nút cài đặt nè, cũng như là cái nút camera hoặc là cái nút mà để thay đổi cái chế độ lái của xe thôi. Còn lại máy lạnh hoặc gì là mọi thứ nó đều sẽ chỉnh ở trên cái màn hình này. Nó rất là tuyệt vời luôn. Đó, trước đây các bạn sẽ thấy có những cái nút điều chỉnh máy lạnh giống như những cái phím bấm piano này nọ ha, bây giờ sẽ không còn nữa. Khu vực trên này các bạn, trước đây nó là cái màn hình, nhưng mà bây giờ đây là cái khu vực để mà chúng ta để máy lạnh luôn rồi nè. Đó, vào trong cái hốc gió máy lạnh này nó có đèn nữa. Đó, nhìn nó rất là đẹp về đêm luôn. Đó, ban ngày thì Di cũng đã thấy những cái ánh sáng nó cũng rất là sắc nét rồi, nhưng mà Di nghĩ là với cái nội thất này ban đêm nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Đó, khu vực ốp này các bạn thì không phải là ốp gỗ, cũng không phải là ốp bằng
nhôm nữa các bạn, mà là nó sử dụng một cái chất liệu gì nó cũng là mờ, chúng ta sẽ không bám lại cái dấu vân tay trên này nữa ha, cho nên nó cũng rất là sạch sẽ luôn. Khu vực này thì được trang bị một lớp ốp gỗ piano đó, để cốc cũng như là kết nối Apple CarPlay không dây nằm trong khu vực này luôn rồi ha. Ngoài ra thì các bạn, chiếc xe này ngoài cái những cái tính năng như là cảnh báo điểm mù thì xe chúng ta còn trang bị một tính năng nữa, đó là tính năng đề phòng va chạm. Thì với cái tính năng này nó sẽ giúp cho chiếc xe của chúng ta, người lái chúng ta an toàn hơn trong những cái trường hợp mà lơ đễnh hoặc là mệt mỏi khi lái xe. Thì với cái tính năng này thì đa phần là những cái anh chị khách hàng bên dưới rất là quan tâm luôn. Và với cái chiếc xe C-Class phiên bản đầu bảng thôi các bạn, nó vẫn được trang bị cái tính năng đề phòng va chạm này luôn rồi. Đó thì thật ra với những cái trang thiết bị trên cái chiếc xe C-Class này, có thể nói là Mercedes-Benz muốn coi như là cạnh tranh trực tiếp với những cái mẫu xe đến từ những cái thương hiệu như là BMW hoặc là Audi. Đó, thì Duy nghĩ là với cái những cái option, những cái thiết kế như thế này thì có thể đây là cái chiếc xe mà cạnh tranh cực kỳ tốt so với những anh em đối thủ các bạn ha. Bây giờ Duy sẽ nổ máy lên. Thì khi mà Duy nổ máy lên, các bạn sẽ không có cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta rung giật hay là không có cái tiếng đề giống như phiên bản trước đây nữa, bởi vì là động cơ của chiếc xe của chúng ta bây giờ được trang bị thêm một cái motor điện để mà gắn lên bánh đa động cơ, giúp cho chiếc xe chúng ta khởi động một cách êm ái mượt mà hơn. Và với cái động cơ mà gọi là mid hybrid các bạn, mid hybrid như thế này thì sẽ sử dụng từ đây về sau cho những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Có nghĩa là xu hướng bây giờ các bạn là động cơ nó phải nhỏ, hoặc phải tiết kiệm nhiên liệu ha, và phải coi như là thân thiện với môi trường. Đây là ba cái tiêu chí mà từ đây về sau thì những cái mẫu xe hơi bắt buộc chúng ta phải đi theo đó ha. Và C-Class chúng ta bây giờ là đã được áp dụng rồi. Vô lăng của chúng ta bây giờ sẽ được thiết kế mới lại so với lại phiên bản trước đây, cũng là những cái nút cảm ứng, cũng là những cái nút điều khiển coi như là tương tự nhau, nhưng mà cái thiết kế vô lăng bây giờ nó được thiết kế lại khác một chút xíu thôi. Những cái tay nắm mà để mà vào số nè, cần xi nhan cũng vậy, cũng được thiết kế lại ha. Bởi vì đây là cái phiên bản mới hoàn toàn các bạn, cho nên tất cả mọi thứ đều được làm mới là hết. Lo của chúng ta thì là được trang bị lo tiêu chuẩn thôi, trong khi đó là C200 ABS Gasless hoặc là C300 AMG của chúng ta thì được trang bị lo Bum Master. Thì các bạn cũng đừng có thắc mắc là tại sao chiếc xe này không được trang bị lo Bum Master các bạn, bởi vì đây là cái phân khúc đầu bảng thôi, nó sẽ để dành cho những cái phân khúc tiếp theo, chẳng hạn như là C200 ABS Gasless hoặc là C300 AMG ha. Đó, thực ra nếu mà chúng ta không cần quá nhiều option thì chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde này là một chiếc xe dành cho các bạn đó. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có hai cái USB để chúng ta sạc điện thoại nè, hoặc là kết nối để chúng ta nghe nhạc nè. Bên trong này cũng có đèn để chúng ta khi mà chúng ta mở cốp ra thì nó cũng sẽ sáng lên ha. Bên trong cốp này thì không có gì các bạn nha, chỉ là chúng ta để đồ thôi, cũng không có gì đặc biệt trong cái cốp này. Về phần nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz C-Class 2022 hoặc là chiếc xe C200 Avantgarde này thì chúng ta sẽ có hai cái màu nội thất để tùy chọn, đó là màu đen cũng như là màu nâu. Đó thì với cái chiếc xe này các bạn Duy chọn là chiếc xe màu đen, nội thất màu đen. Đây là cái màu xe có thể nói là truyền thống từ đó tới giờ của Mercedes-Benz. Và với cái màu xe đen ngoại thất màu đen và nội thất màu đen bên trong này là cái màu mà có thể nói là được rất là nhiều những khách hàng bên Duy lựa chọn ha. Đó, khi mà ngồi ở cái vị trí ghế sau này các bạn thì Duy cảm giác một điều là nó sẽ rộng hơn rất là nhiều, cũng như là thoáng hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản C-Class 2020 hoặc là 2021, bởi vì là kích thước của chiếc xe của chúng ta được tăng lên 65mm. 65mm là nó rất là dài luôn các bạn. Nó rất là dài trên một chiếc xe ô tô luôn các bạn. Thì có thể nói là Mercedes-Benz bây giờ muốn nâng cấp cái chiếc xe C-Class của chúng ta lên một cái bậc nữa các bạn. Nó sẽ không còn giống như cái chiếc xe C-Class phiên bản trước nữa. Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy là cái gói tựa đầu bây giờ nó được thiết kế mang cái tính chất gọi là thẩm mỹ hơn rất là nhiều so với phiên bản trước đây luôn. Khi mà ngồi vào vị trí này thì các bạn nhìn thấy cái phần gói tựa đầu nó cũng rất là đẹp luôn các bạn nha.
Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có cái rèm kéo tay giống như là C200 Avantgarde LED hoặc là C300 AMG, cũng như là khu vực phía sau của bạn cũng không có cái rèm điện. Thì thật ra là khi mà các bạn mua cái chiếc xe C-Class hoặc là những cái mẫu xe mà ô tô bây giờ các bạn thì hầu như chúng ta đều trang bị cái phim cách nhiệt hết rồi, và thông thường là phía sau chúng ta lại trang bị phim cách nhiệt tối màu nữa, cho nên là cái vấn đề mà có rèm hay là không có rèm nó cũng sẽ không có quá đáng kể đâu, bởi vì là hầu như những cái chiếc xe GLC bên dưới nó cũng sẽ không có cái rèm ở khu vực này. Khu vực này là cái khu vực để chúng ta tựa tay cũng như là chúng ta có thể để được hai cái chai nước ở chỗ này. Và đây là động cơ của chúng ta này các bạn. Chiếc xe C200 Avantgarde hoặc là Avantgarde Plus thì đều sử dụng cái động cơ là 1.5 lít đó, và kết hợp với motor điện 48V được gắn ngay trên bánh đà động cơ. Trước đây các bạn chúng ta chỉ thấy là với động cơ 1.5 thì chỉ là 156 mã lực thôi, nhưng với phiên bản này là nó đã nâng lên tới 204 mã lực rồi, cho nên nó mạnh hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản trước đây đó. Và cái hộp số của chiếc xe C200 Avantgarde hoặc là hầu như những cái mẫu xe của Mercedes-Benz đó đều sử dụng cái hộp số tự động 9 cấp hết, cho nên là cái sự vận hành của chiếc xe này nó sẽ rất là mượt mà, rất là trơn tru, và có thể nói đây là một cái động cơ mà tối ưu nhất hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz. Và Duy tin chắc rằng các bạn những cái mẫu xe sau này của Mercedes-Benz như dòng xe GLC hoặc là dòng xe E-Class cũng sẽ sử dụng cái động cơ như thế này luôn. Đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của C200 Avantgarde hoặc là C200 Avantgarde LED nó sẽ rơi vào tầm là hơn 6 lít các bạn trên 100 km đường trường. Khi chúng ta đi vào trong đô thị hoặc là đường kết hợp các bạn thì nó khoảng tầm hơn là 8,5 lít. Đó, đó là cái thông số mà nhà sản xuất họ đưa ra cho cái chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde hoặc là Avantgarde Plus này. Hiện tại bên Duy cũng đã có mẫu xe lái thử cho cái dòng xe C-Class mới. Đó, nếu các anh chị các bạn mà quan tâm về cái mẫu xe C200 Avantgarde này hoặc là muốn lái thử em nó thì có thể là liên hệ trực tiếp với Duy qua số điện thoại của Duy là 091 465 3979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip review xe Mercedes-Benz. Hẹn gặp lại các bạn nha.